Chúng ta vẫn nói nước là tài nguyên vô giá. Thế nhưng liệu nước đã được nhìn nhận và đánh giá đúng với giá trị mà tài nguyên này mang lại hay chưa? Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, nguồn nước ô nhiễm nặng đang làm giảm tới 1 phần 3 tốc độ tăng trưởng kinh tế ở một số quốc gia trên thế giới. Còn tại Việt Nam của chúng ta thì ô nhiễm nguồn nước có thể gây tổn thất ước tính là tới 3,5% GDP mỗi năm tính đến năm 2035. Phát triển đô thị, xả nước thải công nghiệp chưa xử lý hay là sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp và còn nhiều vấn đề khác nữa đang gây ra những áp lực không ngừng đối với các nguồn nước. Con kênh này từng đối mặt với tình trạng ô nhiễm nặng nề. Hơn 10 năm trước, thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư hơn 8.600 tỷ đồng để cải tạo môi trường. Và đây là thực tế ở một số đoạn dưới lòng kênh. Ở đây nó thối lắm, với lại quá lãng phí. Tại vì thời gian nhà nước bỏ ra rất là nhiều tiền ở đây rồi, mà giờ phải để như vậy là quá lãng phí. Con kênh dù đã được cải tạo, nhiều đoạn nhìn trông có vẻ đẹp. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nước lại bị ô nhiễm bởi toàn bộ lượng nước thải đô thị vẫn thải trực tiếp ra kênh. Tôi cho rằng các việc cải tạo các lòng sông nó chỉ giải quyết vấn đề thẩm mỹ là cơ bản. Chứ còn về chất lượng, nó có lẽ là cũng chỉ cải thiện trong 1, 2 đến 3 năm đầu tiên, rồi sau đó nó lại gần như sẽ đổ vào đấy. Bởi vì bản chất là các cái hệ thống thải ra cái lòng sông đó nó không có gì thay đổi cả. Tình trạng tái ô nhiễm sau khi cải tạo vệ sinh không chỉ xảy ra ở kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè mà còn xuất hiện ở nhiều kênh khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài lãng phí khi phải tiếp tục xử lý ô nhiễm thì thực trạng này còn ảnh hưởng đến tài nguyên nước sông Sài Gòn. Hầu hết các sông chính trên cả nước hiện nay đều đã và đang bị ô nhiễm với các mức độ khác nhau. Nếu không bảo vệ tránh bị ô nhiễm, cạn kiệt thì nguy cơ có thể dẫn tới những hậu quả khó lường. Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề ô nhiễm các dòng sông bên cạnh cái việc mà chúng ta chưa kiểm soát được các việc xả nước thải của các khu đô thị, làng nghề, nước thải sinh hoạt tập trung thì cái vấn đề về ý thức của các tổ chức cá nhân, ý thức của người dân cũng chưa thực sự đã xem cái việc mà bảo vệ tài nguyên nước là giống như là bảo vệ cái tài sản công. Hàng năm nhà nước phải bỏ ra một khoản chi phí lớn để xử lý và ngăn ngừa ô nhiễm. Nhưng vì chưa xử lý được tận gốc là các nguồn phát thải trực tiếp ra sông, suối, kênh, rạch, nên các dự án đầu tư cho tài nguyên nước thực sự chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Tình trạng sử dụng tài nguyên nước chưa hiệu quả, nguồn nước liên tục bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng, cùng với ảnh hưởng của thiên tai biến đổi khí hậu đã và đang gây ra sức ép không nhỏ đến đời sống của người dân và cả tăng trưởng kinh tế nữa. Vâng, trong những năm gần đây thì chỉ tính riêng việc xử lý nước thải đô thị, dự tính từ năm 2015 cho đến năm 2025 thì chính phủ cần đầu tư vào khoảng 8,3 tỷ đô la Mỹ. Những con số khổng lồ cho một quốc gia đang phát triển và cần nguồn lực lớn để hiện thực hóa rất nhiều mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển. Tất cả các dòng sông chính cùng các phụ lưu, hệ thống kênh, rạch chảy qua các khu công nghiệp, khu dân cư, các vùng tài nguyên, tạo nên sự kết nối, mang lại những lợi ích thiết thực cho phát triển kinh tế. Đây chính là một trong những giá trị mà nguồn tài nguyên nước mang lại. Khi mà chúng ta tính toán đầy đủ những cái giá trị của mẹ, ví dụ 1 mét khối nước trong hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, rồi các hoạt động khác, thì khi chúng ta để cũng là một trong những công cụ để chúng ta phục vụ cái việc phân bổ tài nguyên nước, đặc biệt là khi hạn hán thì chúng ta sẽ cắt giảm những cái loại nào mà sử dụng nước không hiệu quả đi. So với đường bộ, vận tải theo đường sông có khối lượng lớn, lịch trình ổn định và chi phí tiết kiệm hơn từ 30 đến 40%. Điều này cho thấy một phần giá trị của tài nguyên nước, từ đó đặt ra vấn đề bảo vệ và quản lý bền vững nguồn nước trước tình trạng các dòng sông bị ô nhiễm và suy thoái cạn kiệt như hiện nay. Chúng ta phải làm càng sớm càng tốt. Nếu có cái số liệu chúng ta mới có thể quản lý được. Có số liệu thì người dân mới biết là mình mức độ ô nhiễm bao nhiêu. Có số liệu chúng ta mới biết được là năm nay tốt, năm kia xấu, cái hiệu quả cái sự đầu tư của chúng ta vào là thể hiện ở trên cái số liệu đó. Thiếu sự kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa các dự án liên quan đến xử lý ô nhiễm nguồn nước mặt. Điều này đã dẫn tới kém hiệu quả trong việc khai thác và quản lý tài nguyên nước. Đối với lại những cái nguồn mà thải ra sông suối kênh rạch thì chúng ta phải kiểm soát tất cả, phải có sự phối hợp giữa nhiều tỉnh trong lưu vực, đặc biệt là những cái tỉnh đầu nguồn. Việt Nam là một trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Trong đó, tài nguyên nước sẽ chịu những ảnh hưởng lớn nhất và sớm nhất. Quản lý tài nguyên nước là nhân tố hàng đầu cho phát triển bền vững, kinh tế xã hội.